À, nghe em mua điện thoại thì mua đi nhá, tầm giờ giá iPhone gọi là ngon nhất rồi. Năm nay có một cái niềm không hề vui của các cửa hàng như mình, đó là iPhone nó giảm giá, nó rớt giá kinh quá anh em ạ. Anh em nào mua máy thì vui, nhưng mà cửa hàng như bọn mình thì không vui thế nào cả. Thế nên là đây là cơ hội mà tốt nhất để cho anh em có thể lựa chọn được cho mình một chiếc điện thoại iPhone giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Ví dụ nhé, như mình đang cầm trên tay một chiếc iPhone XS nhá, XS như này này. Hiện tại bên mình bán với giá chỉ có 13 triệu thôi. Và 64GB và bản 256GB như trước này ấy, khoảng 14 triệu rưỡi. Đó là cái mức giá mà nó cho một phiên bản line new đẹp như mới luôn và là hàng zin 100% nhá. Cũng nghe từ zin anh em biết không? Đúng không? Như những clip khác thì hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em cách chọn mua được chiếc máy này một cái tốt nhất luôn. Bởi vì iPhone là một trong những sản phẩm mà được dựng nhiều nhất, được làm lại nhiều nhất và được làm nhái và được Trung Quốc sản xuất bằng tay nghề thủ công nhiều nhất anh em nhá. Tay nghề thủ công anh em biết như nào đấy. Đó, chính vì thế mà hôm nay mình lại làm clip để hướng dẫn anh em chọn mua XS thôi. Hôm nay chỉ làm XS phiên bản quốc tế anh em nhá, và chủ yếu là Mỹ thôi. Và mình cũng không bán những cái bản ít, bán bản như Nhật và các nước khác, bởi vì là mình cứ chọn máy nào đẹp, ngon là mình bán, và đa phần là máy Mỹ. Thì anh em cũng biết rồi đấy, mua những cái máy này anh em sợ như nào là: thứ nhất là sợ máy dựng, thứ hai là sợ máy được mông má lại. Dựng là như nào? Dựng là được sản xuất bởi bàn tay của Trung Quốc, làm chip, làm chiếc, tất cả các thứ, làm main từ hỏng cũ nát là dựng lên một chiếc máy bình thường, máy đẹp để bán cho anh em. Và thay và mông má như nào là những chiếc máy main còn ngon nhưng mà được thay vỏ hoặc là ép kính để bán lại cho anh em. Sợ nhất là chiếc máy dựng thôi, còn máy mà thay vỏ thì nhiều khi main ngon nó cũng không sao cả, đúng không anh em? Nhưng mà mình không bán đâu nhé, đây là mình hướng dẫn anh em cách chọn luôn đấy. Tiếp nữa là anh em sợ cái trường hợp mua máy Mỹ nhưng mà một thời gian sau nó lại bị lóc lại. Đấy là một cái trường hợp rất là đau đớn nhiều người gặp. Thế nên là tốt nhất là mình cứ làm một clip để cho anh em cách biết cách làm luôn. Thì việc đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em cái xe vỏ nhá. Anh em bỏ ra 13 triệu hoặc là anh em bỏ ra khoảng 12 triệu, gần 13 triệu thì anh em phải mua được một chiếc máy đẹp nhá. Dưới hơn thì mình không biết, mình không biết là có đẹp hay không. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ chúng ta lên mua một chiếc máy đẹp phải mấy mấy triệu mà không phải là ít tiền. Nên chúng ta phải chọn một chiếc máy thật đẹp và thật ngon. Đó, thì đầu tiên là về vỏ này, ok là phải đẹp như này nhá. Và iPhone XS thì bao giờ nó cũng sẽ có 3 màu. Đó, nó sẽ giống hệt iPhone X về hình thức gần như là hoàn toàn, tí mình sẽ hướng dẫn anh em phân biệt. Và nó sẽ có 3 màu nhá. Đầu tiên cái màu mà khác biệt nhất mà iPhone X không có là cái màu vàng như này này. Đó, XS thì Max thì có màu như này luôn, màu vàng như này nhá. Đây là gọi là màu vàng. Và tiếp đó là màu trắng. Đây, màu trắng như này. Đấy, rất giống iPhone X luôn. Và cuối cùng là màu đen. Đấy, nó chỉ có 3 màu như thế thôi anh em nhá. Đây, màu đen đây. Màu đen đây anh em này. Đấy, nó chỉ có 3 màu này thôi. Khi đi mua hai chiếc máy này anh em rất là dễ bị nhầm với iPhone X đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em phân biệt luôn. Nó sẽ có hai điểm khác biệt ở trên vỏ mà anh em có thể nhận thấy ngay. Đó, mình sẽ lấy một chiếc màu đen đấy nhá. Đây là chiếc màu đen iPhone X này, anh em có thể nhìn thấy này. Rất là giống nhau, nhìn qua vẻ bề ngoài không dễ để phân biệt đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn kỹ và chúng ta sẽ biết được luôn. Đây nha anh em nhá, nhìn nhá. Ok, thì iPhone X nó sẽ có một cái đường như ở đây. Đây, mình sẽ nhìn trên chiếc màu đen nó khó nhìn lắm. Đây, thôi mình lấy màu trắng đi. Màu trắng dễ nhìn nhá. Đây màu trắng này. Đó, nó sẽ có một cái đường nhựa ở đây này anh em này. Đây này. Đấy, trên chiếc XS nó sẽ có một đường nhựa ở đây. Và trên iPhone X thì không có. Đây nhá. Nhựa này là cái khu vực mà nó làm băng teng ấy. Đấy, anh em có thể nhìn thấy hai bên này có này. Hai bên này đều rất là giống nhau này. Nhưng mà riêng iPhone XS là nó sẽ có một đường ở đây. Và phía dưới này nó cũng sẽ có một đường ở dưới này. Và tất nhiên là lỗ ở bên mic nó sẽ ít hơn. Nó chỉ có... Đây, mình bóc luôn cái tem này cho anh em xem này. Đây này. Nó chỉ có 3 cái rồi. Nó chỉ có 3 cái lỗ ở đây rồi. Đấy, nhưng mà trên chiếc iPhone X thì nó dài ở đây. Thì rất là nhiều anh em nhầm đây là hai bên loa nhưng không phải đâu nhá. Đây là một bên loa và đây là một bên là mic. Một bên mic nhá, thì bên XS nó sẽ khác như này và cũng có một đường nhựa ở đây. Hai các cạnh của nó rất giống nhau anh em nhìn này. iPhone X và XS rất giống nhau. Bên trên là iPhone XS nhá. Đấy, rất giống nhau anh em nhá. Nó chỉ khác ở ngoài vỏ nó sẽ như này thôi. Đó, còn hình thức màu dáng, hình thức và màu sắc rất giống nhau. Đó nhá. Thì phân biệt hai iPhone X và XS thì như vừa rồi mình nói qua chỉ đơn giản như vậy thôi nhá. Ok chưa? Đó. Rồi. Còn tiếp nữa để nhận biết được cái vỏ có zin hay không ấy, thì đầu tiên là chúng ta cũng cần nên xem nó đẹp. Đây mình sẽ nhấc cho anh em xem thử luôn. Đấy, anh em nhìn nó rất là đẹp nhá. Rất là đẹp này. Phải rất là đẹp như thế này. Đó, máy này thì hiện tại bây giờ là đầu tháng 12 mình bán chỉ có 13 triệu thôi. Nếu anh em mua sau hoặc là giáp Tết thì có thể nó sẽ lên một chút. Để biết chi tiết về giá cụ thể cập nhật như nào thì anh em có vào đường link phần phía dưới mô tả mình đang để dưới nhé, vào website bên mình để xem cụ thể về giá luôn, có thể so sánh ở bên khác. Anh em mua hàng thì mình sẽ ship online toàn quốc anh em. Đó, những máy mình bán ra nó phải đẹp như này và zin như này nhá. Đó, anh em nhìn thấy này, rất là zin, rất là đẹp này.
Đó, vỏ rất đẹp luôn. Ok chưa? Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem nó có bị phun lại hay không. Nhìn thật kỹ xem có bị phun sơn lại hay đánh bóng hay không. Bằng cách là đơn giản thôi, chúng ta sẽ sờ vào những cái nhựa này. Đấy, nó gần như liền một khối nhá, nó không quá là tách biệt nhau. Thì đây là cái xương zin nhá. Đây, chúng ta có thể nhìn vào cái nhựa này. Cái hai cái phím bấm này nó không lạc màu với lại cả xương nhá. Rồi, chúng ta có nhìn thấy khai sim cũng vậy này. Đây, cũ cũ một chút, có phần chảy chảy một chút, không sao bởi vì đây là máy cũ. Chảy nhẹ nhẹ theo quá trình sử dụng thôi, bởi vì đây là máy cũ và là viền kim loại rất là khó giữ được đẹp long lanh, nên nhưng mà lên chọn những máy như thế, nếu mà rất là đẹp thì rất là hiếm, mà thường thường là đẹp nó sẽ là bị thay vỏ rồi anh em ạ. Nhìn kỹ vào vẫn những khe này nó sẽ có vết sử dụng, vết bụi bụi một chút, không nên đẹp quá nhá. Chúng ta sẽ nhìn kỹ những vết sử dụng này. Tiếp nữa là chúng ta sẽ nhìn đến khu vực phía dưới là chúng ta sẽ có chân sạc đúng không? Chân sạc và đây mình sẽ lấy màu trắng cho nó dễ nhìn nhá. Màu trắng cho nó dễ nhìn này. Chúng ta sẽ nhìn thấy có chân sạc và những cái lỗ khe này. Lỗ của loa và mic này chúng ta sẽ nhìn kỹ, những cái lỗ này nó sẽ phải bẩn bẩn một chút, có chút bụi này. Chân sạc thì nó sẽ phải bị cắm vào nhiều rồi. Nó sẽ không còn giữ được như mới đâu, nó sẽ có một số vết đen đen ở phía mép này này. Đấy thì mới là một máy mới, máy cũ chuẩn nhá. Còn mới thì mình không nói. Đây là máy cũ, mình nói với anh em một cách nhận biết là một chiếc máy cũ. Đó thì nó sẽ phải có vết sử dụng rồi. Nên anh em đi mua máy đừng ham những cái máy mà ít sử dụng. Ít sử dụng thì nó phải có một mức giá khác. Ví dụ như những máy còn bảo hành, mà máy mà đẹp quá mà hết bảo hành thì cũng nên rất là nghi ngờ anh em ạ. Nên rất là nghi ngờ cái việc đấy, anh em phải đặt cái vấn đề nghi ngờ vào bản thân mình trở đi, chứ không nên mà chọn một cái còn hảo hảo quá, đúng không? Tiếp nữa là chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần lưng. Phần lưng máy thì X và YS sẽ giống nhau. Hai chiếc máy màu này thì không nói làm gì rồi. Còn chiếc máy màu vàng nó sẽ khác biệt hoàn toàn, đúng không? Đấy, và bao giờ chúng ta cũng đã chú ý vào phần dưới iPhone này. Hiện tại bây giờ mình trên này là mình là hoàn toàn là chiếc những chiếc máy Mỹ. Thành ra nó chỉ có chiếc iPhone ở đây thôi, chiếc iPhone đây thôi. Nó sẽ không có thêm một ký tự nào ở bên dưới này cả. Nếu anh em mua một số máy như của thị trường châu Âu ấy thì nó sẽ in thêm một số cái ở dưới này. Đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ có máy Mỹ thôi, thế nên là mình chỉ hướng dẫn anh em cái chọn máy Mỹ thôi, và nó sẽ không có một cái gì ở bên dưới này nhá, nó chỉ có một chiếc iPhone duy nhất. Và bao giờ chiếc iPhone này nó cũng sẽ đồng màu với quả táo luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này, chứ nó sẽ bóng như quả táo luôn. Đấy nhá, chúng ta nhìn nhá, nó sẽ bóng như quả táo luôn. Đó, màu như nhau luôn. Và màu chúng ta sẽ lên chọn hai cái máy để bên nhau để cùng xem cái kích thước chữ, phông chữ nó sẽ rất là cân đối với nhau, chứ nó không khác biệt gì đâu. Anh em nên lưu ý như vậy, và chữ rất là đẹp luôn. Tất nhiên là bây giờ người ta làm fake cũng gần như hoàn toàn hoàn hảo rồi, khó phân biệt được lắm. Làm fake cái lưng này bởi vì nó rất nhiều trường hợp rồi. Và nó đã bị thay lưng rồi anh em nhé. Rất nhiều trường hợp vỡ lưng và đã bị thay lưng rồi, cái điều đó rất khó phân biệt luôn. Đó, nhưng chúng ta cũng nên xem nó phải còn đẹp, phải ít xước, phải không bị vỡ và không bị nhìn kỹ các mép này. Đấy, không bị vỡ và cái nét chữ rất là đẹp nhé, màu vàng như này. Đây, chúng ta cùng xoay kỹ một chút nữa về camera phía trên. Cụm camera phía trên là hai camera nhé, và tất nhiên rồi, bên trong nhìn thật kỹ nó không phải không có bụi. Nhìn thật kỹ này. Đây, mình sẽ lấy một chiếc máy màu này cho anh em xem. Nhìn thật kỹ nhá. Đấy, nhìn thật kỹ nó đen như này, anh em nhìn thấy không? Camera đen như này này. Đấy, chiếc nào như chiếc nào luôn, camera đen xì luôn. Đây này. Đây, chiếc này thế này. Đấy, chúng ta thấy thế này. Camera rất là đen luôn. Đó, nhìn bên trong đen đen luôn. Không có một vết lên tay thì không vết bụi luôn, anh em soi thật kỹ nhá, thật kỹ không một vết bụi luôn. Và bên cạnh nó là cái lỗ này là lỗ mic của camera, chúng ta sẽ nhìn nó còn phải còn cái màng. Và cái màng phải thật là đẹp, không có vết chọc gì vào luôn. Bởi vì nhiều trường hợp là nó bị chọc và thay thế rồi. Đó, nhìn kỹ nhá. Và cái cụm đèn flash này nó sẽ có một kính gần như là bằng, gần như hơi lõm một chút so với kính của camera thôi. Cái này chúng ta lên xem thật kỹ. Đó, đèn flash ở đây. Và cái đèn flash này nó không phải chia được hai màu nữa nhé. Nó sẽ có bên lòng là màu cam và bên trên nó sẽ có những cái đường vân vân tròn tròn đấy. Chúng ta lên xem kỹ những vấn đề đấy. Đó, và cái mép của cái viền camera này. Đây, chúng ta có thể nhìn đây. Mép của cái viền camera này và cái xương nó phải đồng màu với nhau. Đấy, màu vàng này, và xương màu vàng này, màu bạc này, và xương màu bạc này. Và màu đen cũng phải bóng như cái xương luôn. Đấy, có nghĩa là cái mép của viền camera này. Kính sẽ hơi lồi lên một chút và rất là đều anh em nhé. Kính nó sẽ hơi lồi lên một chút chứ không bằng cái viền, hơi lồi hơn một chút và rất là đều, không bị gồ ghề gì cả. Chúng ta sẽ cùng miết tay đây, không bị gồ ghề gì cả. Đấy, tiếp nữa chúng ta sẽ cùng miết tay vào vỏ với xương này, cùng miết tay vào vỏ với xương này. Này, miết tay này không bị gồ mép vào luôn, cùng miết tay không bị gồ, cùng miết tay vào cả màn hình nữa. Đó, sẽ không bị gồ lên so với xương nhiều. Đấy, rất là quan trọng cái này. Chúng ta sẽ cùng miết rất là khít luôn, nhìn kỹ không thêm một tí keo luôn. Nhìn kỹ này, nhìn kỹ cái mép này, xoa thật kỹ vào, không có một tí keo luôn. Lòi là một tí keo thì thôi nhé, lòi cái keo thì bỏ luôn. Đây, khu vực dưới này có thể có keo của cái tem bảo hành,
thì chúng ta có thể lấy tay chúng ta chùi chùi đi hết là được, chứ còn nếu mà có keo nào mà dạng cái màu đen đen mà nó nhô nhô ra thì nên cẩn thận nhá, nhìn kỹ này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này, đấy, không một tí keo luôn. Ok chưa, thế là vỏ với cả xương là gần như hoàn hảo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật máy này và kiểm tra bên trong một chút nhá. Đây mình sẽ có một cái khai sim ở đây, thì bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ bật cái máy lên. Đó, ok chưa anh em, chúng ta sẽ bật máy lên nhá. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt ở đây, chúng ta sẽ vào cài đặt này, chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung và phần giới thiệu này. Đó, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là lò là của Mỹ không, và ấn vào cái chỗ là số kiểu máy, nó sẽ ra tên model là A1920, cũng như những chiếc máy khác thôi. Apple bao giờ cũng sẽ in cái model trên vỏ luôn. Email thì nó sẽ nằm trên khai sim này, và cái khai sim này nó rất khó để giữ được trùng nếu mà trong trường hợp máy cũ nhé. Bên mình thực sự rất cẩn thận nhưng rất khó giữ trùng, trùng cũng được, mà sợ nhất là trường hợp nó khai sim để in email thôi anh em nhé. Thế nên cái này chúng ta là cái vật ngoài chúng ta có thể bỏ qua được, nhưng cái quan trọng nhất ở chỗ này là anh em này, đây nó sẽ có in ở phía dưới này anh em nhé. Đấy, để mình lấy nét thử xem anh em có nhìn thấy không nào. Nói chung cũng rất là khó nhìn nhưng mà nó sẽ có in ở phía dưới này. Đây nó sẽ in phía dưới này. Đây anh em có nhìn thấy phần phía dưới màn hình nhé, ở mép ngay ngoài của xương thôi. Đây này, nó sẽ nằm ở khu vực này này, mép ngay ngoài của xương thôi nhé. Nó sẽ có tên modem là A giống như này 1920 ở đây. Đó, con nào gọi chắc chắn một điều là con nào có luôn. Trên này nó sẽ có ghi là gì gì đó California ấy, ở trên phía mép này này. Đấy, nhưng chắc chắn một điều là tên modem ở đây. Và cả máy nó phải trùng nhau. Anh em xem cái này là điều là khẳng định anh em luôn nhé. Và cả máy nó trùng nhau này. Đây này, chỗ này này và dưới này, phía dưới màn hình nhìn xuống nhá, ở xương nó phải trùng nhau, nó phải trùng nhau như thế thì main với cả xương mới là một anh em nhé. Anh em lưu ý là như vậy, main với xương là một, nếu mà thay nó sẽ không trùng đâu. Thế trường hợp đấy anh em rất là cẩn thận luôn. Tiếp theo khi chúng ta bật vào trong ấy thì cẩn thận hơn một chút nữa, là chúng ta sẽ cùng xem cái phần này nữa này, vào trong chúng ta biết thêm một chút nữa chúng ta sẽ vào xem. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt độ sáng màn hình nhá. Tất cả những cái máy mà màn hình còn zin chưa bị ép hay chưa bị thay ấy, 80% là nó phải còn cái chu tông này nhé. Cứ còn chu tông này thì khẳng định 80% là còn zin hết từ màn hình trở đi, từ màn hình đến main là còn. Anh em có nhìn thấy không? Trường hợp mà thợ đang cao tay nó thay màn nó vẫn thể làm được, nhưng phải thay màn xịn mới làm được. Hiện tại iPhone X hay XS nó có một cái loại màn, nó là màn OLED, là màn của Trung Quốc sản xuất chứ không phải là màn xịn của hãng sản xuất nhé. Hãng sản xuất cho màn của Apple ấy, có thể là LG, mình không nhớ nhầm là LG thì phải, thì nó phải còn chu tông này. Nếu mà thợ nó thay màn zin mà nó làm được ấy thì nó vẫn có làm được chu tông này, hay ép kính nó vẫn làm được chu tông này. Nhưng nếu không có chu tông này, khẳng định 120% anh em là không phải là màn chuẩn theo máy. Thế nên là không còn chu tông thì anh em bỏ luôn. Đây anh em nhìn thấy chu tông này không? Đó nhá. Không còn thì bỏ luôn, không lấy nữa. Khi mà chúng ta nhìn cái màn hình ấy thì chúng ta soi thật kỹ những cái mép này. Soi thật kỹ những cái mép mà nó có cái màu không phải là màn hình hiển thị ấy. Chúng ta soi thật kỹ ở bên trên này, nó có camera trước này, soi thật kỹ. Nó phải có không có bụi này, và ở trên phần loa thoại ấy, ở phần loa thoại nó phải là cũ một chút thì không sao, nhưng nó phải đẹp và đều nhá. Nhìn thật kỹ không có một cái vết nào màu khác đi một chút, không có vết nào màu khác đi. Ở phía bên này chúng ta chỉ có thể bật đèn lên chúng ta mới nhìn thấy cảm biến thôi. Chỉ có thật thể bật đèn pin để mà soi ấy. Đây này, mình sẽ bật đèn pin để soi thì máy nó mới nhìn thấy cảm biến thôi. Đấy nhá. Đây, soi thật kỹ mới nhìn thấy hai cái cảm biến, một cái cảm biến này, một cái cảm biến này. Chứ nếu không bật đèn lên chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái gì cả. Nếu mà anh em nhìn thấy khu vực này mà nó có vết trắng trắng ấy, vết nó khác màu với cả màu màu đen ấy, thì chúng ta nên bỏ qua, bởi vì những cái máy đấy có thể là ép kính lại và người ta làm ẩu hoặc bắt ốc vào và nó lòi cái màu khác vào chỗ này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cảm biến nó vừa nháy không? Đấy, khu vực này nó nằm cảm biến bên trên đấy nhá. Đó, khi soi màn hình xem kỹ là như vậy. Đấy, còn cái vấn đề chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể khẳng định được, nếu mà chuẩn không có còn chu tông này, còn chuẩn cả vỏ mới lại cả tên modem trùng nhau này, và vỏ chúng ta sẽ xem được hit và tất cả những thứ như vậy, thì chúng ta có thể khẳng định được gần như là 90% nó là zin hết rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước gần như là khá là quan trọng ấy, là chúng ta kiểm tra trên hệ thống Apple bằng cách là chúng ta sẽ vào phần có thể copy serial number hoặc cũng có thể copy email. Nhưng mà email thì nó có khoảng trắng như thế này. Đấy, thế nên là mình sẽ copy serial number nhé để xem cho nó nhanh. Chúng ta sẽ vào một cái trang là check Apple này. Đấy. Check Apple này. Đấy, chúng ta vào trang đầu tiên luôn, cái trang mà có logo của Apple đấy. Chúng ta đừng có vào bất cứ một trang nào hết. Nếu vào trang đấy rất là nguy hiểm luôn. Nếu vào trang đấy chúng ta sẽ bị lộ thông tin, và nhiều khi mà anh em không dùng iCloud, anh em có thể bị khóa iCloud bất cứ lúc nào, bởi vì những thông tin đấy được Trung Quốc người ta thu thập và người ta bán cho những người dựng máy. Chúng ta sẽ có những cái máy dựng mà trùng email với máy của chúng ta, đúng không? Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra được đây. Ở đây thì nó có 3 nút. Chúng ta rất quan trọng 3 nút này, phải có 3 nút như này nhá.
hai cái nút vàng ở bên dưới thì cũng không sao bởi vì nó đã hết bảo hành rồi, nhưng phải có cái nút là được, nó ghi ở đây có nghĩa là có một cái ngày bán hợp lệ, có nghĩa là những máy này đã bán hợp lệ bởi Apple nhé, và có tên máy là XS ở đây đó thì mới là chuẩn. Còn cái nút này nếu mà nút dưới còn màu xanh như thế này thì nó còn bảo hành, nút trên này còn màu xanh nữa thì nó mới kích hoạt được khoảng dưới 3 tháng, thì những cái máy đấy là quá là tuyệt vời luôn, đúng không anh em? Đấy, chúng ta phải check ở những cái trang nó là của Apple như này. Đây đó, anh em có thể nhìn thấy những cái trang rất là nhiều trang để chúng ta check nhá. Có thể nhìn thấy này, ok chưa? Như iUnlocker.net này, hay là email24.com này. Đó, những cái trang này anh em tuyệt đối không nên check nhá. Những cái trang này check thì sẽ bị lộ số series, số email của anh em cho một những chiếc máy mà người ta dựng. Người ta sẽ dùng chúng email đấy, người ta nạp cho một cái máy dựng. Chính vì thế có nhiều cái máy sẽ trùng email với nhau. Khi cái máy của anh em trùng email một cái máy kia khác, anh em không dùng iCloud, người ta đăng nhập tài khoản iCloud vào cái máy dựng đó thì cái máy của anh em sẽ dính iCloud của người ta luôn. Cái này rất là nguy hiểm, mà dính iCloud là gần như là bỏ cái máy luôn, đúng không anh em? Đấy, rất là nguy hiểm như vậy nên chúng ta không được check ở những trang này, chúng ta chỉ được check ở trang của Apple thôi nhá. Cái lưu ý với anh em là phải như thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào kiểm tra lại một lần nữa về pin xem nó như thế nào nào. Ok. Nếu có máy tính thì là tốt nhất chúng ta cắm vào máy tính và kiểm tra tình trạng là chúng ta đã sạc được bao nhiêu pin rồi. Như chiếc máy này của mình hiện tại là 97% pin, có nghĩa là gần như là pin zin. Nếu 100% pin mà máy đã kích hoạt lâu rồi và sạc ít lần thì anh em có khẳng định là thay pin. Nhưng mà 97% này và sạc được khoảng nhiều lần ấy thì chứng tỏ một điều đây là máy pin zin nhá, theo máy nhá. Đấy, tiếp nữa là bước rất là quan trọng là chúng ta sẽ format để biết là có bị iCloud ẩn hay là bị lock lại hay không. Đấy, format bằng cách là chúng ta sẽ đặt lại ở dòng 2 đây để biết được có bị lock lại hay bị iCloud ẩn hay không. Cái này rất quan trọng, sau khi đặt xong thì chúng ta mới quyết định là mua. Còn một bước nữa là khóa khá là quan trọng ấy, thì là anh em cũng biết là nhiều trường hợp anh em mua iPhone của Mỹ, anh em rất thích iPhone của Mỹ đúng không? Nhưng mà mình phải nói thật với anh em là iPhone của Mỹ là đa phần về đến Việt Nam nó là tiền thân, nó là máy được bán ra bởi nhà bạn. Thế là thành ra nhiều trường hợp anh em mua quốc tế mà sau đó lại bị lock, đấy là cái chuyện đó quá bình thường luôn. Thế nên là mình có một cái phương pháp để mình test được nhanh ấy là nó có bị lock hay không ấy, nhưng phương pháp là anh em khi anh em mua máy xong rồi, anh em có thể ra nhà mạng anh em kích hoạt eSIM thì bao giờ từ iPhone XR trở lên ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có eSIM nhá. Đây anh em có thể nhìn thấy này, có một cái SIM thực này, một cái SIM kỹ thuật số này. Thì ở đây hiện tại mình có một cái máy là có ZA. Mình khẳng định với anh em luôn, ZA thì 100% anh em không phải lo nghĩ về vấn đề này một tí nào cả. Nhưng một số chiếc máy của Mỹ này, của Canada này, của Nhật Bản này, của Hàn Quốc này là nên anh em nên thử nhá. Của Hàn Quốc thì ít hơn, của Nhật Bản với của Canada, của Mỹ thì mình bị nhiều rồi. Đấy là trường hợp nó bị lock lại, đang mua quốc tế một thời gian sau bị lock lại là chuyện bình thường. Thế nên là anh em có nhìn thấy cái SIM kỹ thuật số này, đây là một chiếc máy của Mỹ nhá. Anh em nhìn thấy là của Mỹ này. Đây nó một cái là SIM kỹ thuật số. Khi anh em mua cái máy như thế này, anh em có thể ra nhà mạng là anh em yêu cầu là anh em kích hoạt một cái SIM kỹ thuật số, hay còn gọi là eSIM ấy, kích hoạt cái eSIM. Nếu trường hợp cái máy đấy dùng được eSIM thì anh em khẳng định là 99% nó là máy quốc tế. Còn nếu không dùng được eSIM ấy thì chắc chắn sau này format nó sẽ bị lock lại anh em nhé. Cái đấy mình khẳng định với anh em luôn. Thế là cứ dùng được eSIM là anh em yên tâm rồi. Đấy, đó là cái bước như thế rồi, anh em có ra kích hoạt được eSIM thì xong. Đó, anh em xem cái clip này ấy, anh em thấy thiếu gì thì anh em có comment để bổ sung cho mình, để mình hoàn thiện hơn trong cái clip lần sau và để cho người khác cũng biết thêm một cái phương pháp nào đó mà anh em mẹo anh em biết. Và nếu anh em thấy thích thì anh em cho mình một like nhá, anh em share để cho mọi người khác cùng xem để có thể chọn được một cái XS hay nhất, tốt nhất. Và nếu anh em tin tưởng mua hàng thì anh em có thể mua hàng bên mình online, mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em. Khi nhận hàng anh em phải thanh toán. Để mua hàng thì anh em cứ đặt hàng theo cái đường link ở phía dưới mình mô tả đấy, mô tả mình để đường link ấy, hoặc anh em điện theo số điện thoại là 0225 652 6789, hoặc anh em vào website là msm.vn. Và trong đấy là mình có rất là nhiều máy khác để mình có thể xem và mua hàng cho mình. Ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh YouTube nhá. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.